Khó tin với gia sản khủng của Lâm Canh Tân, đóng phim vì đam mê là có thật. Nếu theo dõi giới giải trí Hoa ngữ lâu, chắc hẳn bạn đã không còn xa lạ gì với những ngôi sao làm nghệ thuật chỉ vì muốn thỏa mãn đam mê. Bên cạnh công việc diễn viên, họ vẫn có nhiều nghề tay trái khác, hoặc nếu không cũng xuất thân từ gia đình trăm anh thế Việt, sinh ra đã ngậm thì vàng. Và Lâm Canh Tân chính là một ví dụ điển hình trong những trường hợp vừa kể trên. Truyền thông Trung đưa tin, Lâm Canh Tân sinh ra trong một gia đình công chức ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh. Cha anh là phó giám đốc đồn cảnh sát Thiết Tây, Thẩm Dương. Bố Lâm Canh Tân và bố của Vương Tư Thông, ông Vương Kiện Lâm, tỷ phú giàu nhất Trung Quốc, chủ tịch tập đoàn Vạn Đạt, có mối quan hệ vô cùng thân thiết. Thế nên, Lâm Canh Tân và Vương Tư Thông cũng là những người anh em tốt của nhau. Được biết, cũng chính Vương Tư Thông là người giúp Lâm Canh Tân giành được cơ hội hợp tác với đạo diễn lớn Từ Khắc. Điều này không chỉ giúp anh nổi tiếng trong làng giải trí, mà còn kiếm được rất nhiều tiền. Sau đó, Lâm Canh Tân dùng số tiền kiếm được để mở một tiệm tóc, rồi mở chi nhánh trên khắp đất nước. Ngoài ra, sao nam giữ Phượng Hành còn sở hữu một nhà hàng cao cấp, tương đối ăn nên làm ra. Không chỉ vậy, sao nam còn sở hữu nhiều chiếc xe hơi sang trọng. Một số cư dân mạng tiết lộ, Lâm Canh Tân có một chiếc xe thể thao Ferrari trị giá hơn 5 triệu tệ, hơn 17 tỷ đồng. Cũng có nguồn tin nói rằng, Lâm Canh Tân trong lúc tâm trạng không tốt đã mua một chiếc ô tô hơn 1 triệu tệ, hơn 3 tỷ đồng, nhưng chỉ mới chạy được 2.000 km đã bán đi. Năm 2023, người qua đường vô tình bắt gặp cảnh Lâm Canh Tân đạp xe tập thể dục. Sau khi đăng tải lên mạng, netizen mới phát hiện ra nơi anh sống là một trong những khu vực đắt đỏ, hạng nhất ở Thượng Hải, mỗi căn không dưới 30 triệu tệ, hơn 103 tỷ đồng. Số lượng phim Lâm Canh Tân nhận đóng kể từ lúc xuất đạo tới nay không nhiều. Một năm chỉ lên sóng một dự án, có thời điểm 2-3 năm, anh không ra mắt tác phẩm nào. Giữ Phượng Hành là bộ phim lên sóng gần đây nhất của anh, kể từ Hãy gọi tôi là Tổng Giám đốc lên sóng năm 2022, và đang nhận được sự quan tâm đầy nồng nhiệt của khán giả. Nguyên nhân quan trọng nhất, âu cũng bởi màn tái hợp giữa anh cùng Triệu Lệ Dĩnh sau 7 năm nên duyên ở Sở Kiều Truyện. Em trai Lưu Diệt Phi bất ngờ lộ diện, danh tính thế nào mà đến Dương Tử cũng yêu. Là Tường Thành Vi dù nổi tiếng của màn ảnh showbiz, Lưu Diệt Phi có không ít những bản sao hay những màn so sánh với đàn em. Không chỉ có em gái, nàng Tiểu Hoa 85 còn có em trai có nhiều điểm tương đồng về mặt ngoại hình. Gần đây, báo lớn xứ Trung đã gọi tên một sao nam là phiên bản nam của Lưu Diệt Phi và nhanh chóng khiến netizen chú ý. Cụ thể vừa qua, trang QQ đã đăng tải bài viết với tiêu đề Lưu Diệt Phi bản nam cao 1m83, nhan sắc nổi bật nhưng ăn mặc xấu. Trong bài viết, Quy Quy chỉ đích danh Lưu Học Nghĩa và gọi anh là phiên bản nam của Lưu Diệt Phi. Trang tin này cho rằng, Lưu Diệt Phi và Lưu Học Nghĩa có nhiều điểm chung. Lưu Học Nghĩa nổi tiếng sớm, từng ghi điểm bởi nhan sắc trẻ trung, thư sinh không tì vết. Những hình ảnh năm 16 tuổi của Lưu Học Nghĩa trên màn ảnh được nhận xét sảng khoái thanh xuân, giống Lưu Diệt Phi năm xưa trong Tình Yêu Tháng Năm. Về sau, Lưu Học Nghĩa gây chú ý bởi nhan sắc được đánh giá là không góc chết. Ngoại hình cao 1m83 của anh có thể cân đẹp mọi kiểu vai. Dù là thiện hay ác, cổ trang hay hiện đại, lành lặn hay tàn tạ, dù cho tạo hình có khó nhằn đến đâu, Lưu Học Nghĩa đều đảm đương được. Không có nhiều sao nam có thể cân được tạo hình đầu trọc, lại sát nguyên tác và gây sốt như Lưu Học Nghĩa trong Thiếu Niên Ca Hành. Ngoài ra, Quy Quy còn đề cập đến việc Lưu Học Nghĩa giống Lưu Diệt Phi ở chỗ có lối sống khá giản dị, không mang áp lực thần tượng. Lưu Học Nghĩa trên phim trường mặc đồ xuề xòa, thậm chí dùng đi dùng lại một chiếc áo khoác. Lưu Diệt Phi cũng nổi tiếng khá thoải mái trên set quay và cũng dùng hoài một chiếc áo khoác và ghế ngồi cá nhân nhiều năm. Lưu Học Nghĩa có phần nhỉnh hơn Lưu Diệt Phi ở mặt diễn xuất. Khi sao nam sinh năm 1990 chưa từng bị chỉ trích về diễn xuất, gần đây nhất trong Hoa Giang Lệnh, Lưu Học Nghĩa với vai Phan Việt còn được khen gánh team diễn xuất. Thế nhưng khác với độ nổi tiếng quốc dân của Lưu Diệt Phi, Lưu Học Nghĩa đến nay vẫn chưa thể bùng nổ xứng đáng với nhan sắc và diễn xuất. Độ nổi tiếng của Hoa Giang Lệnh được cho là chưa đủ để đưa Lưu Học Nghĩa lên tầm cao mới. Đông đảo khán giả hy vọng trong tương lai, nam diễn viên sẽ có dự án thật sự xuất sắc, giúp anh trở thành lưu lượng thật sự. Cận cảnh nhan sắc cực phẩm của em trai Triệu Lệ Dĩnh, không làm minh tinh quá phí. Là diễn viên nổi tiếng bậc nhất hiện nay của làng giải trí Hoa ngữ, lẽ dĩ nhiên mọi động thái, thông tin liên quan tới Triệu Lệ Dĩnh đều được khán giả quan tâm một cách đặc biệt. Mới đây, danh tiếng của em trai ruột Triệu Lệ Dĩnh là Triệu Kiến Phi bất ngờ được đào lại và nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn từ phía netizen. Hình chụp Triệu Kiến Phi đều ít đến hiếm hoi, thậm chí có những tấm hình vừa vỡ.
vừa mờ, không thể nhìn rõ ngũ quan, nhưng nhiêu đó vẫn chẳng làm ảnh hưởng tới nhan sắc cực phẩm của anh chàng. Có rất nhiều netizen còn khen ngợi Triệu Kiến Phi có nét giống nam tài tử Hoắc Kiến Hoa thời trẻ, rồi đưa ra giả thiết, nếu anh cũng dấn thân vào showbiz như chị gái, có lẽ giờ đây anh đã trở thành một nam minh tinh vạn người mê. Một số thông tin về Triệu Kiến Phi vẫn chưa thể xác định rõ. Theo Baidu đưa tin, em trai Triệu Lệ Dĩnh sinh năm 1993 và đã kết hôn hồi năm 2016. Khi đó nữ diễn viên đã xuất hiện trong đám cưới, tặng quà cho em trai và em dâu, còn cảm ơn Triệu Kiến Phi đã chăm sóc, hiếu thuận với bố mẹ thay cô. Tuy nhiên, theo netizen, thông tin Triệu Kiến Phi sinh năm 1993 là sai, bởi lẽ mỹ nhân Dữ Phượng Hành từng chia sẻ em trai chỉ kém cô 2 tuổi. Như vậy đúng ra anh chàng phải sinh năm 1987. Triệu Lệ Dĩnh xuất thân trong một gia đình nông thôn nghèo của tỉnh Hà Bắc, giáp với Bắc Kinh Trung Quốc. Bước chân vào showbiz không gia thế, không có tư bản chống lưng, lại không phải diễn viên xuất thân từ trường lớp chuyên nghiệp, để đạt được địa vị như hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh quả thực đã rất chật vật, trải qua muôn vàn khó khăn thử thách. Điền Hi Vi, Trương Tịnh Nghi và Châu Giả, ai đang là người nắm thế thượng phong? Ở thời điểm hiện tại, thế hệ nữ diễn viên Hoa ngữ sinh sau năm 1995 đang tạo được khá nhiều sự chú ý, khi họ đã và đang gặt hái được những trái ngọt trên con đường sự nghiệp, trong đó, Điền Hi Vi, Trương Tịnh Nghi và Châu Giả thường xuyên được đặt lên bàn cân, vì độ tuổi gần tương đồng và có khá nhiều phim lên sóng trong năm 2023 và 2024. Trương Tịnh Nghi tới từ công ty quản lý Đông Thân Vị Lai của Châu Tấn và Trần Khôn. Từ khi bước vào nghề, Trương Tịnh Nghi đã góp mặt trong nhiều tác phẩm có chất lượng khá tốt. Bộ phim truyền hình đầu tay mà cô đóng chính cùng Bành Dục Sướng là Bầu Trời của Thiếu Niên Phong Khuyển, đạt số điểm đu ban lên tới hơn 8.0. Bên cạnh đó, phim điện ảnh Anh Muốn Chúng Ta Ở Bên Nhau mà cô nàng sánh vai bên Khuất Sở Tiêu cũng nhận về phản hồi tích cực từ khán giả. Cuối năm 2022, đầu năm 2023, tên tuổi cô nàng vụt sáng nhờ Chiếc Bật Lửa và Váy Công Chúa, có tên khác là Soi Sáng Anh Sưởi Ấm Em. Nhưng trong suốt năm 2023, sự nghiệp cô nàng có phần chững lại, vì anh ấy bước ra từ ánh lửa không tạo tiếng vang lớn. Tháng 4 năm 2024, Trương Tịnh Nghi có tựa phim cổ trang Tích Hoa chỉ lên sóng. Ngoài ra, cô còn dắt túi thêm hai dự án được khá nhiều người mong chờ là Tạng Hải Truyện và Hoán Vũ. Trong đó, Tạng Hải Truyện sở hữu đội ngũ chế tác chất lượng. Không chỉ vậy, bộ phim điện ảnh tình cảm mới ra rạp mang tên Em Người Mà Anh Đánh Mất, do cô và Đàn Kiện Thứ Thủ vai chính, đã đem về doanh thu 200 triệu nhân dân tệ, khoảng gần 700 tỷ Việt Nam đồng. Châu Giả trực thuộc công ty truyền thông Hòa Tụng của bộ đôi chị em nhà Lý Băng Băng, Châu Giả là một trong số những cái tên được công ty dốc sức nâng đỡ. Năm 2019, thông qua vai diễn Ngụy Lai trong Em Của Thời Niên Thiếu, Châu Giả bắt đầu tạo được chỗ đứng nhất định. Năm 2021, nhờ Sơn Hà Lệnh, cái tên Châu Giả trở nên quen thuộc hơn với khán giả. Từ đầu năm 2023, đầu năm 2024, Châu Giả hoạt động năng suất khi có tới 5 tác phẩm truyền hình lên sóng, trải dài từ hiện đại, dân quốc, cổ trang, cho tới tiên hiệp huyền huyễn, bao gồm Liên Đại Tây Nam Của Chúng Ta, Hộ Tâm, Vi Hữu Ám Hương Lai, Rất Nhớ Anh, và Đừng Rung Động Vì Anh. Trong năm bộ phim này, độ thảo luận của Vi Hữu Ám Hương Lai và Rất Nhớ Anh nhỉnh hơn cả. Châu Giả cũng thể hiện được diễn xuất tiến bộ thông qua hai tựa phim này. Mới đây, Cẩm Nguyệt Như Ca là tác phẩm kết đôi Châu Giả và Thừa Lỗi vừa đóng máy, phản ứng hóa học khá xịn của cặp đôi, hứa hẹn sẽ mang tới những phút giây ngọt ngào. Điền Hi Vi năm 2017, sau một lần tham gia cuộc thi ở trường, Điền Hi Vi lọt vào mắt xanh của công ty Hạo Hãng Tinh Duyên, đơn vị quản lý Lý Thấm, Tần Hạo, Hà Dữ. Ngay sau đó, cô ký hợp đồng với công ty, chính thức gia nhập làng giải trí vào năm 2018. Hai năm sau, nữ diễn viên sở hữu nụ cười ngọt ngào, có được bước tiến lớn đầu tiên trên con đường diễn xuất. Khi Chúng Ta Đáng Yêu Như Thế tạo nên cơn sốt nho nhỏ trong cộng đồng những người hâm mộ dòng phim học đường, và trong hai năm liên tiếp là 2022 và 2023, Điền Hi Vi liên tục phủ sóng trên mạng xã hội với bộ đôi phim cổ trang hài hước, nhưng không kém phần ý nghĩa, đó là Khanh Khanh Nhật Thường cùng Điền Canh Kỷ. Với Điền Canh Kỷ, khán giả được thưởng thức câu chuyện tình yêu êm đềm của một cặp đôi nông dân trẻ. Cụ thể, để kiếm tiền đóng học phí, cô sinh viên năm 2 Liên Mạng Nhi tham gia cuộc thi trong game làm vườn, rồi vô tình xuyên về thời cổ đại, trở thành con gái nhà làm ruộng.
ngày nào cũng bận rộn việc nhà nông, vì 500 lượng bạc, đại bá gả nàng cho nhà đồ tể họ Tôn, dẫn đến việc nàng đào hôn và vô tình cứu được Thẩm Nặc. Từ khi cứu Thẩm Nặc, đời Liên Mạn Nhi dường như sang trang, bởi Thẩm Nặc luôn biết cách dàn xếp và giải quyết mọi mâu thuẫn và tranh chấp. Ngày qua tháng lại, những tưởng cuộc sống của Liên Mạn Nhi và Thẩm Nặc sẽ mãi êm đềm, hai người thành thân rồi sinh con, nhưng không, Thẩm Nặc vốn chẳng phải là nông dân, chàng sẽ chẳng ở lại vùng quê này. Video đến đây là hết, hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.